Xin chào mọi người, lại là mình Queen Japan đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký tài khoản ngân hàng SMBC Online, cụ thể là qua web nhé. Tại vì các bạn có thể đăng ký qua app cũng được và qua web cũng được. Hai cái này nó khác nhau về cái phần mà up cái giấy tờ cá nhân các bạn lên ấy. Trường hợp mà các bạn muốn đăng ký qua web ấy thì các bạn phải có hai giấy tờ. Đó là một là thẻ ngoại kiều này, và cái giấy tờ thứ hai là một trong ba cái, đó là một là bằng lái xe, hai là thẻ My Number và ba là thẻ bảo hiểm y tế. Đó là các bạn phải có thẻ ngoại kiều này và một trong ba các giấy tờ kia thì bạn mới có thể làm qua web được nhé. Còn trường hợp mà các bạn muốn đăng ký qua app ấy thì các bạn phải có một là thẻ ngoại kiều là một này, và thêm cái nữa là các bạn sẽ phải tự chụp ảnh của mình cho người ta, và lưu ý cho mình là cái thẻ ngoại kiều của các bạn ấy thì nó phải, có nghĩa là các bạn phải lấy cái thẻ đó trên 6 tháng rồi để chứng minh được là mình ở Nhật trên 6 tháng rồi nhé. Và hạn của nó là còn ít nhất là còn 3 tháng, và trên 3 tháng nữa thì mới được. Đó là trường hợp các bạn muốn đăng ký qua app ấy. Còn trường hợp đăng ký qua web này thì các bạn có thể chụp ảnh của hai cái giấy tờ đó, và các bạn có thể xem là có thể chứng minh được là mình ở Nhật trên 6 tháng rồi, và hạn thẻ ngoại kiều của nó là còn 3 tháng nhé. Đó là về phần khác nhau. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách các bạn đăng ký qua web ấy. Còn nếu bạn nào mà không có cái giấy tờ đủ như người ta yêu cầu thì bạn có thể theo dõi cái video mà mình hướng dẫn đăng ký qua app giúp mình nhé. Ngày xưa khi mà các bạn đăng ký cái tài khoản SMBC thì các bạn sẽ có một cái thẻ, đó là thẻ SMBC, tài khoản ngân hàng như thế này này, trong đó có thẻ debit. Nhưng mà hiện tại bây giờ khi mà các bạn muốn đăng ký cái tài khoản SMBC thì người ta bắt buộc các bạn là phải đăng ký một cái, đó là cái tài khoản Oribự nhá. Cái tài khoản Oribự thế này ấy, thì mình cũng đã nói cụ thể ở trong cái video hướng dẫn về cái Oribự của SMBC. Các bạn có thể tham khảo cái video đó để rõ hơn về cái tài khoản Oribự này. Cái tài khoản Oribự này ấy, khi mà các bạn đăng ký cái ngân hàng SMBC thì bắt buộc các bạn phải đăng ký cái Oribự. Mà Oribự trong đó nó bao gồm 4 chức năng. Một là thẻ credit này, hai là thẻ ngân hàng này, ba là thẻ debit, và 4 là cái chức năng về phần điểm. Nó là 4 cái chức năng đó nó sẽ có trong một cái thẻ này nhá. Đây là cái thẻ của mình đây. Cái thẻ này của mình của nó tuy là nó không có ghi cái gì ở trên này nhưng mà nó có 4 chức năng như thế. Ngày trước thì mình cũng đã đăng ký cái thẻ SMBC rồi, là mình sẽ không đăng ký lại được và mình sẽ phải đổi nhá. Mình sẽ phải đổi từ cái thẻ ngân hàng như thế này này cộng với thẻ credit như thế này. Mình sẽ đổi sang thành một cái thẻ Oribự như thế này nhá. Đây, khi mà bây giờ mà các bạn muốn đăng ký cái tài khoản SMBC thì các bạn cũng sẽ phải đăng ký cho mình cái tài khoản như thế này. Đó là cái phần Oribự của nó nhá. Trước khi mà vào đăng ký ấy, thì các bạn cần lưu ý cho mình những trường hợp mà không thể đăng ký được cái tài khoản này nhá. Tài khoản ngân hàng của SMBC. Trường hợp đầu tiên là các bạn đã có tài khoản ngân hàng của SMBC rồi. Trường hợp mà nếu mà các bạn đã có thẻ như của mình đây này, cái thẻ SMBC này rồi mà các bạn muốn chuyển sang Oribự này nhá, thì các bạn có thể theo dõi video mình đã hướng dẫn các bạn là cách chuyển từ cái này sang cái tài khoản Oribự này là được nhá. Đó là trường hợp đầu tiên. Cái trường hợp thứ hai là các bạn không sống tại Nhật, người ta bắt mình chụp thẻ ngoại kiều với cả những cái giấy tờ lên để người ta xác minh xem mình có giống sống tại Nhật hay không ấy. Đó là cái trường hợp thứ hai. Và cái trường hợp thứ ba là khi mà các bạn up cái giấy tờ cá nhân của các bạn lên ấy thì nội dung ở trong hai giấy tờ đó nó lại không trùng khớp. Ví dụ như các bạn đã thay đổi địa chỉ ở trên thẻ ngoại kiều rồi nhưng mà các bạn chưa thay đổi ở trên bằng lái xe thì các bạn cũng không đăng ký được đâu nhá. Thì các bạn hãy thay đổi cho mình địa chỉ ở trên bằng lái xe trước và sau đó là các bạn đăng ký lại cho mình. Và cái trường hợp thứ tư, nếu mà bạn nào mà muốn đăng ký một cái tài khoản để nhận cái mã số luôn ấy thì sẽ không được, tại vì là sau khi mà các bạn đăng ký ấy, nếu mà có cái email phát hành thì tầm 1 đến 2 tuần sau thì người ta mới gửi thẻ về cho các bạn cơ. Và cái trường hợp thứ năm đó là nếu mà bạn nào mà muốn đăng ký có cả sổ ấy thì các bạn không thể đăng ký online được đâu nhé. Tại vì là đăng ký online thế này thì các bạn chỉ có duy nhất một cái thẻ như thế này thôi. Và nếu mà bạn nào mà muốn đăng ký có cả sổ nữa thì các bạn ra trực tiếp ngân hàng đăng ký cho mình nhé. Đó là những cái trường hợp mà các bạn không thể đăng ký được cái tài khoản ngân hàng SMBC này. Và bây giờ thì mình sẽ vào mình hướng dẫn cụ thể các bạn là cách các bạn đăng ký cái tài khoản ngân hàng SMBC qua web nhé. Và trước khi mà vào đăng ký thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình, các bạn hãy chụp cho mình ảnh, đầu tiên là ảnh hai mặt của thẻ ngoại kiều này. Và cái thứ hai, nếu bạn nào mà có bằng lái xe các bạn chụp cho mình ảnh hai mặt của bằng lái xe nhé. Còn nếu mà thẻ My Number thì các bạn chỉ cần chụp cho mình một mặt trước của thẻ My Number là được. Và nếu mà là thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ chụp cho mình hai mặt nhé.
Cái về cái thẻ bảo hiểm y tế thì mình thấy là nó không có ghi cái địa chỉ ở trên đó ấy, thì mình cũng hơi nghi ngờ về cái thẻ bảo hiểm y tế. Nếu mà trường hợp mà các bạn có bằng lái xe hoặc là thẻ My Number, các bạn ưu tiên chụp cho mình cái bằng lái xe hoặc thẻ My Number ra nhé. Và thêm một cái nữa, trong quá trình mà đăng ký ấy, thì các bạn bắt buộc là phải nhận cái mã số về số điện thoại của các bạn, nên các bạn nên chuẩn bị cho mình số điện thoại của các bạn ra nữa này. Và phía sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn là cách đăng ký, và bây giờ các bạn lấy cho mình cái điện thoại ra thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể ở phía đằng sau nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ vào trong Google và các bạn đánh cho mình một từ nhé, là Mitsui Sumitomo Ginko Koza Kaisetsu. Đánh theo như mình ghi ấy. Các bạn sẽ kéo xuống dưới cho mình này, đến cho mình cái trang web này, Koza Kaisetsu này, nhấn vào đây nhé. Này sẽ, nó sẽ tự dịch ra tiếng Việt, thì các bạn sẽ nhấn cho mình mở tài khoản ngay bây giờ. Và bây giờ thì mình sẽ chọn ở bên dưới nhé, mở trên web nhé. Trên web nhé, nhấn vào đây cho mình. Đây là những cái lưu ý mà mình đã nói ở trên rồi ấy. Đấy các bạn, không cần các bạn tích cho mình cái phần này thôi. Tích này, một chỗ này. Và kéo xuống dưới, tích thêm một chỗ nữa cho mình. Rồi kéo hẳn xuống dưới nào. Rồi nhấn vào Suiye Susumu nhé. Thì các bạn sẽ chuẩn bị giấy tờ ra cho người ta này. Nhấn vào phần Koza Kaisetsu Suru. Đây là những cái trường hợp mà các bạn không thể đăng ký được tài khoản đấy nhé, thì mình cũng đã nói ở trên hết rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần kéo xuống dưới thôi, kéo xuống dưới cho mình để nó hiện lên cái phần đôi sư tử, thì mình sẽ nhấn vào đó thôi. Olive account này, kéo hết xuống dưới đi cho mình, nhấn vào đôi sư tử bên phải cho mình nhé. Nhập cho mình ngày tháng năm sinh vào, các bạn chọn cho mình năm sinh các bạn này. Sau đó là đến tháng sinh này, năm sinh nhá, tháng sinh nhá. Đến cái nữa là ngày sinh các bạn, nhấn vào dưới kế cho mình. Bây giờ mình sẽ chọn ở dưới cùng nhá, cái phần này là phần quốc tịch. Mình không phải là Nhật, không phải Mỹ thì chọn ở dưới cùng. Nhấn vào phần bên phía bên dưới cho mình, ô bên dưới này. Và chọn cho mình về Tonamu nhá, ở gần dưới ấy. Quốc tịch này, chọn tư cách lưu trú. Ở đây nó chỉ có là vĩnh trú này, học sinh ngắn này, thì các bạn chọn cho mình dưới cùng đi cách lưu trú khác nhé. Đây là hạn lưu trú các bạn, chọn cho mình hạn trên thẻ hải kiều các bạn nhé. Tháng này với năm nữa. Phần này thì mình sẽ kéo xuống dưới, các bạn sẽ chọn ở cho mình phần dưới nhé. Mình sẽ không chụp ảnh, mình sẽ up giấy tờ cá nhân lên. Chụp ảnh thì nó sẽ là chuyển sang như kiểu web ấy, ở bên web ấy. Chọn ở bên dưới cho mình, sau đó là nhấn vào xứ ghế cho mình. Rồi. Khi mà các bạn chọn vào ấy thì nó sẽ hiện lên. Thì các bạn tích cho mình bên này thôi. Tích vào phần giai điệu ca độ là 1 này. Và thêm một cái nữa. Để chọn cho mình một trong ba cái này nhá. Bằng lái xe trên cùng này, My Number này, hoặc là thẻ bảo hiểm y tế. Mình sẽ chọn bằng lái xe nhé. Thẻ My Number thì các bạn chỉ cần up một mặt thôi. Còn nếu mà chọn bằng lái xe thì sẽ up hai mặt nữa. Thì kéo xuống dưới để mình up cái giấy tờ cá nhân của các bạn vào thôi. Nhấn vào dưới ghế cho mình nhé. Đây người ta chú ý các bạn là chụp ảnh thì không được mờ này, không được phản quang này. Và ngoài khung ấy, ra ngoài khung này, không ai xuống khung là không được nhé. Bạn kéo xuống dưới, bây giờ mình sẽ up lần lượt từ trên nhé. Các bạn sẽ nhấn vào phần up rô độ cho mình. Bên trên này thì mình sẽ up cái mặt trước của thẻ ngoại kiều này. Chọn vào thư viện ảnh cho mình. Chọn cho mình cái mặt trước của thẻ ngoại kiều nhé. Xong rồi để kéo xuống dưới. Đến cái phần thứ hai sẽ là mặt sau của thẻ ngoại kiều. Thẻ ngoại kiều các bạn không ghi cái gì mặt sau thì các bạn vẫn phải up cho mình nhé. Và kéo xuống dưới. Phần này thì mình sẽ up bằng lái xe. Tại vì mình vừa chọn bằng lái xe thì up lên nhé. Để chọn cho mình. Đó là up lên thôi. Mặt trước ở trên nhé. Và phần dưới là mặt sau. Chọn vào nhé. Rồi các bạn sẽ nhấn vào dưới ghế cho mình. Cái phần này nó chạy hơi lâu ấy, các bạn đợi một chút nhé. Trường hợp mà người ta hiện lên lỗi thì các bạn sẽ up lại cho mình nhé, hoặc là chụp ảnh lại cho mình. Rồi bây giờ đến cái phần mà mình sẽ phải tạo một cái tài khoản Oribe ấy, mà mình vừa nãy mình cũng nói ấy. Người ta ghi là mình người ta không thể phát hành được sổ cho các bạn đâu nhá. Đấy, trong cái tài khoản Oribe thế này ấy. Các bạn sẽ nhấn cho mình màu xanh nhá. Thì Oribe nó bao gồm cả cái credit này, debit này, POS và thêm tài khoản ngân hàng nữa.
bạn sẽ chọn cho mình thôi. Và nhấn vào phần đó. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn trên cùng cho mình nhé. Thì mình sẽ đăng ký cái thẻ thường như thế này. Còn nếu mà các bạn sẽ chọn màu vàng thì nó sẽ mất 5 sen, 500 yên 1 năm này. Đấy. Còn cái này thì các bạn miễn phí nhé. Cái phần thẻ credit của các bạn ấy miễn phí ấy. Còn thẻ bạc thì nhiều tiền hơn nên bật xí cho mình. Bây giờ mình sẽ đi lần lượt từ trên nhé. Đầu tiên bên trên thì mình sẽ chọn chi nhánh cho người ta. Bên dưới là mục đích mở thẻ. Nếu mà bạn để nguyên thế này ấy, mà các bạn nhấn vào phần kết T thì nó sẽ là chi nhánh điện tử nhé, digital. Còn nếu mà các bạn muốn chọn một cái chi nhánh cụ thể ở gần các bạn thì bạn sẽ nhấn cho mình cái phần bên dưới này, Ochikaku no Tempo Kensaku này. Các bạn sẽ nhấn vào đây. Sau đó là nhập cho mình cái kền mà các bạn đang sống ở bên trên này. Đấy. Các bạn sẽ nhấn vào đây để chọn những cái kền mà các bạn đang sinh sống nhé. Và thêm nữa ở bên dưới thì mình sẽ chọn một cái đi. Tại vì không phải kền nào nó cũng có nhiều đâu. Chọn cho mình gần nhất thôi. Ví dụ như cái này thì mình nhấn vào đây, Toshi kền ấy, nhấn vào đây thì nó chỉ có duy nhất một si, nó có cái này thôi. Thì mình sẽ chọn cái này nhá. Nó chỉ có một cái tempo của một cái cửa hàng thôi ấy. Chi nhánh chứ. Ví dụ như các bạn chọn cho mình cái Saitama thì các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ ra rất nhiều. Nó có nhiều chi nhánh ấy, các bạn sẽ chọn cho mình cái si mà mình sinh sống nhá. Đó, nếu mà các bạn lựa chọn được rồi thì các bạn nhấn vào. Ở bên dưới thì các bạn tích vào cho mình cái phần si tên ấy. Kawagoe. Nhấn vào phần kết T nhá. Phần thứ hai, các bạn nhấn vào phần thứ hai cho mình, chọn mục đích mở thẻ nhé, mở tài khoản ngân hàng. Nhấn vào đây. Nó sẽ có là phần thanh toán sinh hoạt này, cái thứ hai là nhận lương và cái thứ ba là tích lũy đầu tư. Các bạn chọn cho mình một trong ba cái đó đi, chắc là thường là ba cái đó thôi. Chọn nhận lương thì là hàng thứ hai nhé, còn bên trên cùng là thanh toán sinh hoạt thôi. Nhấn vào phần kết T cho mình. Rồi đến xong hai mục đầu tiên rồi nhé. Bây giờ các bạn sẽ kéo xuống dưới, nhấn vào phần ca độ design. Mình sẽ chọn cái design của cái này nhé. Các bạn có thể chọn cho mình một trong ba cái này tùy thích. Các bạn muốn chọn cái nào thì chọn nhé. Và chọn sẽ ra của trên đầu tiên sẽ như của mình đây. Nhấn vào phần kết T cho mình. À chưa, phần kết T chứ. Trong ở phần dưới này nó sẽ có cái phần đây. Tích như mình đây thì nó sẽ in cái mã chi nhánh lên trên này nhé. Nếu mà các bạn không tích thì nó sẽ không in đâu. Nhấn vào phần kết T cho mình. Tích ở phần bên dưới này ấy. Rồi đến phần tiếp theo. Đến cái phần này thì bạn nhấn theo mình đi. Mình sẽ chọn, người ta hỏi là mình chọn thanh toán một lần hay là trả góp ấy. Phần này ấy, credit tục mô độ này thì các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần ở bên dưới nhé. Moshikomanai, các bạn đừng có chọn ở trên nhé. Sau đó là nhấn vào phần kết tê cho mình thôi, để mình trả một lần thôi ấy, chứ không chọn trả góp. Và kéo xuống dưới cho mình đi. Rồi nhấn vào xứ ghế đi. Đi đến phần tiếp. Cái phần này thì các bạn chỉ cần kéo xuống dưới cho mình thôi. Đấy, sau đó là các bạn nhấn vào tích cho mình cái đôi Ishimashita. Sau đó là nhấn vào phần màu xanh nhé. Đến phần nhập thông tin. Bây giờ các bạn sẽ nhập thông tin cá nhân của các bạn cho mình. Đầu tiên là tên Romaji này. Sau đó là Katakana và thêm một lần Romaji nữa. Đánh như mình đây nhé. Các bạn có thể đánh cách ra cũng được. Cái này không cần phải đánh liền đâu. Phần thứ hai là đánh cho mình Katakana, tên Katakana của bạn vào. Còn cái phần Romaji ở phần thứ ba này thì các bạn đánh ngược lại cho mình nhé. Đánh tên trước cho mình. Tại vì nếu mà các bạn đánh xuôi tí nữa thì nó sẽ bị ngược tên giống như của mình đây này. Tên ở trên thẻ các bạn ấy. Đánh ngược lại cho mình phần này. Tiếp đó là đến địa chỉ nhà các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ nhập cho mình 7 số mã bưu điện nhà các bạn vào này. Sau đó là nhấn vào phần bên cạnh Kensaku cho mình. Thì nó sẽ hiện ra đến trồ nhá. Còn phần còn lại các bạn thì đánh cho mình nhà. Các bạn mà có chome thì đánh vào phần chome này. Có bang chi thì nhập vào cho mình. Bao nhiêu bang chi thì nhập vào đây. Có số bao nhiêu thì nhập vào phần bên cạnh nhé. Số 2 ấy. Rồi bên dưới thì các bạn nhập cho mình địa chỉ còn lại, tên tòa nhà và số phòng bên trên. Tên tòa nhà số phòng nhé. Còn cái phần furigana ở dưới thì đánh lại cho mình tên tòa nhà và số phòng bằng katakana. Tất cả bằng katakana hết nhé, không nó lại lỗi ấy. Thôi tiếp đến là nhập cho mình số điện thoại các bạn vào. Nhập đúng vào nha, để tí người ta còn gửi mã về cho mình ấy. Rồi, đánh cho mình email vào cái phần Meru Adoresu này. Tiếp đến là giới tính, nam bên trái và nữ bên phải nhé. Ngày sinh thì nó đã hiện ra rồi. Đây là các bạn có phải là chủ hộ không? Chủ hộ thì bên trái mà không chủ hộ thì bên phải. Mình sẽ tích bên trái là chủ hộ này. Nhà các bạn có bao nhiêu người thì chọn vào. Nếu 3 hoặc trên 4 người thì nhấn vào đấy.
Tiếp theo là các bạn có vợ hoặc chồng không? Có thì Ari, mà không có thì Nasi nhé. Và tiếp theo nữa, có sống cùng gia đình không? Có thì bên trái, không có thì bên phải. Có con không này? Có thì Ari, không có thì Nasi. Tiếp đó là đến nhà của các bạn như thế nào, nhấn vào đây cho mình. Chọn cho mình nhà các bạn nhé. Apato hay là Rio hay là gì ấy, chọn cho mình một cái vào. Và cái cuối cùng nữa là cái này các bạn có phải trả góp hay là trả tiền nhà không? Có thì Ari, mà không có thì Nasi cho mình nhé. Sau đó là nhấn vào dưới ghế cho mình. Tiếp đến là mình sẽ chọn nghề nghiệp. Đấy, các bạn sẽ nhấn vào cái phần ô ấy, chọn cho mình nghề nghiệp Kai Sa-in hay là Gakuse hay là Haken hay là Shifu thì gì đấy, nhấn vào cho mình nhé. Mình chọn là Kai Sa-in ấy. Bây giờ thì mình sẽ phải nhấn vào phần tiếp theo. Đó, loại hình công ty các bạn là gì? Kabushiki Gaisa ở trước hay là ở sau ấy, chọn vào cho mình. Bên dưới thì là đánh tên, bỏ cái phần Kabushiki Gaisa đi, đánh tên không thôi. Dưới là lại bằng katakana tên công ty các bạn vào nhé. Ví dụ như là Nihon và Nippon ấy. Đến địa chỉ công ty các bạn vào. Đầu tiên thì sẽ nhập 7 số mã biểu điện, địa chỉ công ty hoặc trường học cho các bạn vào nhé. Đến vào Kensaku. Phần này các bạn có thể đánh thêm nốt cho mình cái địa chỉ ở đằng sau cũng được này. Và công ty thì thường nó sẽ ngắn hơn đấy. Tiếp theo là đến số điện thoại, tên công ty hoặc trường học các bạn vào đây. Rồi bên kéo xuống dưới nhé, cái phần này Nini thì không cần. Cuối cùng là đến Nenshu, thu nhập 1 năm các bạn bao nhiêu thì nhập vào đây cho mình nhé. Bao gồm cả thuế ấy, chưa trừ ấy. Nhấn vào dưới ghế cho mình. Bây giờ các bạn sẽ phải tạo cho mình cái mật khẩu. Một là cái mật khẩu của cái thẻ ngân hàng là một này. Và thêm một cái nữa là mật khẩu của thẻ credit debit. Thì các bạn nhập cho mình 4 số vào đây nhé, 2 lần. Bên trên này cách siêu ca độn sẽ là mật khẩu của tài khoản ngân hàng các bạn nhé. Sau này các bạn rút tiền này, nhập cho mình 4 số vào nhé. Cái phần dưới này thì sẽ là thẻ credit ấy. Ví dụ các bạn mua hàng thì các bạn sẽ đi nhập cho mình cái mật khẩu này. Các bạn nhập giống nhau cũng được nhé, nhập giống như bên trên cũng được. Để cho mình 2 lần vào, 4 số và nhớ lại cho mình nhé. Nhấn vào dưới ghế cho mình. Đây các bạn lưu ý. Nhấn vào dưới ghế nhé. Đây là các thông tin mà mình vừa mới có nhập xong ấy. Nếu mà bạn muốn thay đổi cái gì thì các bạn nhấn vào phần Henko bên phải cho mình. Cả những cái thông tin này nhé. Ok rồi thì nhấn vào phần màu da cam cho mình thôi để đăng ký. Nhấn vào đây, mình sẽ đăng ký nhé. Nhấn vào phần Soshin để nhận cái mã về số điện thoại các bạn nữa. Rồi các bạn sẽ mở cho mình cái tin nhắn lên nhé. Nó sẽ có mã số 4 số ấy. Thì các bạn sẽ nhập cho mình vào đây. Đấy, các bạn ấy sẽ lấy cái này nhé, nhập cho mình. Các bạn mở lên nó sẽ cũng hiện lên luôn ấy. Nhấn vào nin số sửa đổi cho mình. Để xác nhận xong số điện thoại rồi thì ok. Nó sẽ hiện lên một cái mã số như thế này nhé. Đây là mã số đăng ký của các bạn. Bây giờ mà các bạn muốn kiểm tra cái trạng thái phát hành ấy thì các bạn có thể vào trong mail cho mình cũng được. Người ta sẽ gửi cho các bạn một cái mail mà các bạn đăng ký xong rồi. Đây là cái mail nhá. Đăng ký xong rồi các bạn sẽ nhấn vào đây. Thì người ta sẽ ghi cho các bạn mã số của các bạn ấy. Thì các bạn lưu lại cho mình cái mã số này và nhấn vào cái phần đường link ở trên ấy. Mình sẽ mở lên nhá và các bạn sẽ nhập cho mình cái mã số đó vào đây để mình kiểm tra cái tình trạng phát hành của thẻ nhá. Nhấn vào phần Kakunin. Hiện tại bây giờ của mình ấy thì nó đang ở trạng thái là chưa đăng ký. Nên qua giờ người ta nhận được cái đăng ký xong rồi ấy thì mình mới chuyển sang cái phần mà đang đăng ký. Và cuối cùng là trường hợp mà các bạn được phát hành thì nó sẽ chuyển sang là Kai Setsu Sumi nhé. Tại vì mình thì mình đã đăng ký cái này rồi và mình cũng không thể đăng ký một lần nữa để hướng dẫn các bạn được, nên mình sẽ chỉ có thể hướng dẫn các bạn được đến đây thôi này. Còn trường hợp mà nếu mà các bạn kiểm tra như vừa xong mình hướng dẫn xong ấy mà nó chuyển sang cái phần là Kai Setsu Sumi, có nghĩa là các bạn sẽ được phát hành thẻ nhé. Và trường hợp phát hành thẻ thì người ta cũng sẽ gửi cho các bạn một cái email là phát hành thẻ, và sau đó là tầm 1 đến 2 tuần là các bạn sẽ nhận được cái thẻ giống như của mình đây nhé. Thì nó sẽ có bao gồm là cả thẻ credit, thẻ debit và thẻ ngân hàng, và thêm một cái nữa là point. Còn nếu mà các bạn muốn xem thêm về cái phần tài khoản Oribe thì các bạn có thể xem cái video mà mình đã nói giới thiệu đến các bạn về cái Oribe nhé. Rồi và trên đây thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách đăng ký cái tài khoản ngân hàng SMBC online qua web rồi nhé. Và đến đây thì mình xin chúc các bạn đăng ký thành công. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.